Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh nhận tin báo tại khu vực bản Pù Nhi 1, xã Pù Nhi, huyện Điện Biên Đông, xảy ra một vụ tai nạn làm một người cùng một xe mô tô rơi xuống vực sâu. Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ huy 30 chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng tới hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Khu vực xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở cao, vực sâu vách đứng khoảng 160m, khó tiếp cận. Sau gần 5 tiếng đồng hồ, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và tiếp cận được nạn nhân và đã tử vong. Xác định nạn nhân đã tử vong, cảnh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ đưa thi thể nạn nhân lên khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân được xác định là chị Quang Thị U, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Trăn, huyện Điện Biên. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do khu vực có sạt lở, đường nhỏ hẹp. Chị U điều khiển xe mô tô, chở theo kiện hàng phía sau, di chuyển qua và phải đất đá, làm cả người và phương tiện rơi xuống vực. Sáng mùng 2 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được thông tin từ hạt kiểm lâm xuyên mộc về vụ việc một người tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện tại khoảnh tám tiểu khu 28, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, thuộc địa giới xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 1 tháng 9, bà VTH, thường trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, đến công an xã Bình Châu trình báo. Khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 8, ông NMC, chồng của bà H, thường trú xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, rời khỏi nhà thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để đi cơ cây đến khoảng 8 giờ 13 phút ngày 1 tháng 9 vẫn chưa thấy ông C về, nên bà Hát gọi điện, nhưng chuông đổ mà ông C không nghe máy. Bà Hát cũng gọi điện cho nhiều người thân để tìm, nhưng không ai biết ông C ở đâu. Do lo lắng, nên bà Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, bà Hát đã nhờ ông VVT, anh ruột của bà Hát, đi tìm, thì phát hiện ông C tử vong trong tình cảnh cây đè lên người ở khu vực rừng bảo tồn trong lâm phần khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 9, nhận được thông tin về vụ việc, cán bộ trạm kiểm lâm địa bàn Bình Châu đã xuống hiện trường phối hợp cùng công an huyện Xuyên Mộc, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu và lực lượng địa phương phối hợp xác minh ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực ông C bị nạn thuộc khoảnh 8, tiểu khu 28, khu bảo tồn thuộc địa giới xã Bình Châu. Tại hiện trường ghi nhận, có một cây tràm đường kính khoảng 20 cm bị cắt thành hai khúc, trong đó có một khúc dài hơn 1 m, một khúc dài 19 m. Ông C nằm úp mặt dưới đất và bị khúc cây tràm dài đè. Vụ việc đã được chuyển công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông C. Phía kiểm lâm cũng kiểm tra, thống kê số cây tràm bị cắt quanh khu vực xảy ra vụ việc. Theo lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, thời điểm xảy ra vụ việc khu vực rừng có mưa to. Hiện chưa rõ nguyên nhân ông C tử vong và đang chờ công an điều tra. Thi thể của ông C đã được bàn giao cho gia đình an táng. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu là nơi cấm khai thác, chặt phá. Nhưng thời gian qua vẫn có vụ người dân vào rừng chặt cây, phá rừng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Theo thông tin cảnh báo bão mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Quốc JTWC của Không quân và Hải quân Mỹ, cơn bão nhiệt đới Iagi đang di chuyển về phía Tây Bắc và dự kiến sẽ mạnh lên thành bão trong những ngày tới. Đáng chú ý, các chuyên gia khí tượng của JTWC cảnh báo bão Iagi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc Biển Đông trong những ngày tới. Các tỉnh ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng các phương án ứng phó. Người dân và tàu thuyền hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin về bão, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Trước đó vào tối mùng 1 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung của Philippines đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Iagi. Lúc 13 giờ ngày mùng 2 tháng 9, tâm bão ở vị trí 16,1 độ vĩ Bắc 122,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Tiếp đó, bão Iagi di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Nhiều khả năng, đêm mùng 3 tháng 9, bão Iagi sẽ vượt qua kinh tuyến 120 đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, khi bão vào biển Đông, các điều kiện khí quyển đại dương thuận lợi cho bão mạnh lên và di chuyển theo hướng tây. Do đó, trong ngày mùng 2 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin Truyền thông, Ngoại giao đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện Thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về diễn biến của bão để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. Ngày 1 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Hồng Tê, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. Ngày 2 tháng 6 năm 2008, Phạm Hồng Tê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V thì giá trị vốn góp nhà nước là hơn 2,1 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến năm 2018, Phạm Hồng Tê là người được giao quản lý phần vốn góp nhà nước tại công ty. Quá trình tiếp nhận quản lý công ty, mặc dù biết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả, Tình trạng thua lỗ kéo dài qua nhiều năm, nhưng Phạm Hồng Tê không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018, không báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất kinh doanh và việc sử dụng tài sản của công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay xác định toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty đã bị thất thoát. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Hồng Tê theo đúng quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.